sẽ bắt đầu triển khai theo từng giai đoạn vũ khí tầm xa ở Đức vào năm 2026. Một nỗ lực thể hiện cam kết với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và phòng thủ của Liên minh châu Âu EU. Hãng tin Reuters cho hay, trong một tuyên bố chung, Washington và Berlin cho biết, việc Mỹ thực hiện theo từng giai đoạn là để chuẩn bị cho việc triển khai lâu dài các tên lửa ở Đức, bao gồm SM-6, Tomahawk và vũ khí siêu vượt âm đang phát triển có tầm bắn xa hơn đáng kể so với năng lực hiện tại của EU. Đây là động thái đánh dấu sự hiện diện trở lại của tên lửa hành trình Mỹ ở Đức sau 20 năm vắng bóng. Cả tên lửa hành trình Tomahawk và tên lửa phòng không SM-6 đều do Tập đoàn Quốc phòng Raytheon của Mỹ sản xuất. Tên lửa phóng từ mặt đất có tầm bắn từ 500 km đến 5.500 km đã bị cấm theo Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung INF do Mỹ và Liên Xô ký năm 1987. Trước đó, trong tuyên bố của Hội nghị Thượng đỉnh ở Washington, NATO đã xác định Moscow là mối đe dọa trực tiếp và quan trọng nhất đối với an ninh của Liên minh, đồng thời lên án chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này ở Ukraine. Tuyên bố cũng tái khẳng định răn đe hạt nhân là nền tảng của an ninh NATO. Về phía Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Rykov tuyên bố nước này sẽ không chần chừ thực thi biện pháp quân sự nhằm đáp trả trò chơi mới này. Theo ông Rykov, bước đi của Mỹ là hành vi leo thang nhằm đe dọa Nga. Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nhận định, Washington đang làm tăng rủi ro chạy đua tên lửa mà quên rằng đây là ngòi nổ cho một cuộc leo thang mất kiểm soát trong quan hệ vốn đang căng thẳng giữa Nga và NATO. Theo nhà ngoại giao, quyết định của Washington là một đòn giáng mạnh vào cam kết của Moscow về việc tạm dừng triển khai vũ khí hạt nhân tầm trung trên mặt đất, đồng thời cảnh báo Đức cần phải hiểu rằng những tên lửa đó sẽ được đặt vào tầm ngắm của Nga. Quyết định của Mỹ sẽ là sai lầm nghiêm trọng của Washington, là mối đe dọa trực tiếp đến nền an ninh và ổn định chiến lược quốc tế. Còn người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khi phát biểu với truyền thông vào ngày 11 tháng 7 cho biết, các nhà hoạch định chính sách Nga đang xem xét điều chỉnh học thuyết hạt nhân của nước này nhằm đối phó với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO khi căng thẳng leo thang. Ông Peskov cho biết, tuyên bố của NATO được các quốc gia thành viên thông qua tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington tuần này khiến Nga phải đưa ra phản ứng thận trọng, phối hợp và hiệu quả để kiềm chế khối quân sự do Mỹ dẫn đầu. Tiếp tục chơi trò quay hạt nhân không phải là một con đường có thể chấp nhận được. Các chuyên gia cảnh báo ám chỉ đến việc tăng chi tiêu quốc phòng hàng năm của các thành viên NATO, bao gồm mức tăng ước tính 13% cho vũ khí hạt nhân toàn cầu lên mức kỷ lục 91,4 tỷ đô Mỹ trong năm 2023. Theo chiến dịch quốc tế xóa bỏ vũ khí hạt nhân, chi tiêu cho vũ khí hạt nhân trên toàn cầu trong năm 2023 đã tăng thêm 10,7 tỷ đô la Mỹ so với năm 2022, dẫn đầu là Mỹ chiếm tới 80% trong mức tăng đó. Ngày 17 tháng 6, khi gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Washington, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã xác nhận rằng 23 thành viên của Liên minh sẽ chi ít nhất 2% GDP cho quân sự. Ông cho biết số thành viên NATO đạt mục tiêu này đã tăng hơn gấp đôi trong 4 năm qua. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây cho biết Nga đang cân nhắc thay đổi học thuyết hạt nhân vốn được dùng để điều chỉnh và xác định cách nước này sử dụng kho vũ khí hạt nhân khổng lồ. Ông cáo buộc phương Tây đang hạ thấp tiêu chuẩn sử dụng vũ khí hạt nhân, bao gồm cả việc phát triển các thiết bị hạt nhân có năng suất cực thấp. Tuy nhiên, ông không tiết lộ các điều chỉnh cụ thể với học thuyết hạt nhân hiện tại là gì. Học thuyết hạt nhân hiện tại quy định Nga có thể sử dụng loại vũ khí hủy diệt này để đáp trả một cuộc tấn công hạt nhân hoặc trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công quy ước nhưng gây ra mối đe dọa cho sự sống còn với nước Nga. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, một số nhà phân tích quân sự Nga có quan điểm cứng rắn đã ủng hộ việc Nga hạ thấp tiêu chuẩn khi nào sử dụng vũ khí hạt nhân. Trong một phát biểu ngày 23 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga Andrei Kataplov cảnh báo việc sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ phụ thuộc vào tình hình thực tế và sự an toàn của nước Nga. Các nhà phân tích hạt nhân cho rằng cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine càng kéo dài và càng có nhiều hành động khiêu khích xảy ra trên toàn cầu, thì thế giới sẽ càng tiến gần hơn tới một thảm họa hạt nhân. Hồi tháng 1 năm nay, các nhà khoa học nguyên tử tiếp tục đặt đồng hồ ngày tận thế ở mốc trước nửa đêm 90 giây, giữ nguyên so với năm ngoái. Điều này cho thấy các mối đe dọa hạt nhân từ cuộc xung đột Nga-Ukraine không gia tăng so với trước đây.
Tuy nhiên, việc đồng hồ không di chuyển thêm không đồng nghĩa với việc các mối đe dọa đã được bình ổn. Ivana Nikolic Huges, Chủ tịch Quỹ Hòa bình Thời đại Hạt nhân và giảng viên cao cấp về hóa học tại Đại học Columbia, và Peter Kuznick, giáo sư lịch sử, đồng thời là giám đốc Viện Nghiên cứu Hạt nhân tại Đại học Mỹ ở Washington, cảnh báo rằng các mối đe dọa quân sự ngày càng gia tăng kết hợp với vũ khí tiên tiến mà các nước sở hữu hiện nay có thể khiến thế giới rơi vào một kịch bản không có ai là người chiến thắng. Đã đến lúc thay đổi chính sách đối với Ukraine và ngăn chặn leo thang trước khi quá muộn. Hội nghị hòa bình ở Thụy Sĩ thiếu vắng sự tham gia của Nga đã không thể thúc đẩy mục tiêu đó. Hội nghị thượng đỉnh của G7 gần đây ở Italy tuyên bố. Các tuyên bố của NATO hay các cuộc tập trận quy mô lớn đang được các bên tiến hành ở Đại Tây Dương và Thái Bình Dương cũng vậy. Các nhà khoa học Huggins và Kuznick nhận định. Các chuyên gia Huggins và Kuznick cho biết phần đáng sợ nhất của chiến tranh hạt nhân là không thể làm lại và không có cơ hội thứ hai để xem xét lại một thỏa hiệp nhân đạo hơn, phi bạo lực hơn. Các chuyên gia đưa ra cảnh báo về chiến tranh hạt nhân do những leo thang gần đây và bất ổn địa chính trị, bao gồm không chỉ cuộc xung đột Nga-Ukraine mà còn cả các mối đe dọa trên khắp châu Á và bạo lực tiếp tục ở Gaza. Xác suất xảy ra chiến tranh hạt nhân chưa bao giờ bằng không, đặc biệt là sau khi kho dự trữ ở các quốc gia khác nhau được tích lũy qua nhiều năm và vũ khí ngày càng tiên tiến hơn. Chuyên gia Kuznick, giáo viên lịch sử, đồng thời là giám đốc Viện Nghiên cứu Hạt nhân tại Đại học Mỹ ở Washington cũng cho rằng rủi ro ngày càng tăng cao trong thời kỳ toàn cầu tương đối bất ổn. Ông đề cập đến việc các quan chức Mỹ, quốc gia đã cung cấp cho Ukraine hơn 100 tỷ đô la Mỹ viện trợ. Gần đây cũng bày tỏ lo ngại về việc Ukraine hồi cuối tháng 5 tấn công các hệ thống radar của Nga vốn có nhiệm vụ theo dõi tên lửa hạt nhân. Khi đó giới quan sát đã nêu quan điểm cho rằng đây không phải là một quyết định sáng suốt của Ukraine. Theo đó, việc tấn công một phần hệ thống cảnh báo hạt nhân của Nga không phải là một ý tưởng hay, đặc biệt là trong thời điểm căng thẳng. Điều tốt nhất cho tất cả mọi người là hệ thống cảnh báo tên lửa hạt nhân của Nga hoạt động tốt. Tôi nghĩ sự thay đổi đáng kể đã xảy ra khi Ukraine thất bại trong cuộc phản công vào mùa xuân và mùa hè, cũng như những thất bại mà họ đã phải gánh chịu trên chiến trường. Ngày càng nhiều người nhận thấy rằng Ukraine yếu thế hơn rõ rệt về quân số và không có đủ trang bị đến mức họ đang ở bên bờ vực thua cuộc hoặc buộc phải chấp nhận các điều kiện của Nga, ông Kuznick nói. Ông nói thêm rằng giải pháp tốt nhất để thoát khỏi cuộc xung đột là Ukraine, NATO và các nước phương Tây đàm phán với Nga. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận các điều kiện mà Nga đưa ra sẽ khó được Kiev và các nước phương Tây chấp nhận. Chúng ta đang trên con đường dẫn đến thảm họa và có khả năng hủy diệt lẫn nhau. Tôi không thấy sẽ đạt được gì khi tiếp tục chiến đấu. Kiev sẽ không đẩy được lực lượng Nga ra khỏi Ukraine và Nga cũng sẽ không để điều đó xảy ra. Chúng ta thực sự đang ở trên bờ dốc tương trượt nhất hướng tới Thế chiến 3 và chiến tranh hạt nhân. Đó là điều mà tôi chưa từng thấy kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba. Ông Kuznick, giáo viên lịch sử, đồng thời là giám đốc Viện Nghiên cứu Hạt nhân tại Đại học Mỹ ở Washington, nói thêm. Các nhà dự báo đánh giá rằng nguy cơ vũ khí hạt nhân phát nổ không phải do thử nghiệm mà là dùng trực tiếp trong xung đột. Nếu xảy ra, sẽ là đòn tự sát làm trái đất thay đổi vĩnh viễn. Một nghiên cứu của Đại học Rutgers, Mỹ cho rằng, ngay cả một cuộc xung đột hạt nhân giới hạn cũng để lại những hậu quả vô cùng nặng nề cho nhân loại. Chẳng hạn một cuộc chiến hạt nhân hạn chế giữa Ấn Độ và Pakistan, theo nghiên cứu trên, có khả năng san phẳng các nguồn cung ứng thực phẩm toàn cầu, dẫn tới tử vong hàng loạt trên thế giới. Nhóm nghiên cứu của trường Rutgers phát hiện ra rằng, chỉ một cuộc đụng độ nhẹ, sử dụng chưa tới 3% kho vũ khí hạt nhân của toàn thế giới, cũng đủ giết chết 1/3 dân số thế giới chỉ trong vòng 2 năm. Vậy nếu xung đột hạt nhân quy mô lớn nổ ra giữa Mỹ và Nga thì sao? Cuộc chiến này có khả năng xóa sổ 3/4 dân số thế giới trong vòng 2 năm. Tác giả của nghiên cứu, nhà khoa học môi trường Alan Robock nói, cần phải cảnh báo rằng việc sử dụng bất cứ vũ khí hạt nhân nào cũng là thảm kịch cho thế giới. Nghiên cứu của Robock là nghiên cứu đầu tiên xem xét kỹ lưỡng những rối loạn mà chiến tranh hạt nhân gây ra cho khí hậu và nguồn cung thực phẩm. Kết quả thật đáng sợ. Chỉ một lượng nhỏ vũ khí hạt nhân được kích nổ sẽ kéo theo các trận bão lửa khổng lồ, dẫn tới lớp bụi phủ dày đặc và che kín ánh mặt trời. Khi mặt trời bị che mất như vậy, khí quyển sẽ lạnh đi. Sự lạnh xuống của khí quyển sẽ tác động lên mọi thứ, từ các vụ mùa cho đến việc đánh bắt cá. Tóm lại, sau khi xảy ra các vụ nổ hạt nhân trong xung đột vũ trang, hàng chục triệu người sẽ chết tức thời tại vùng chiến sự.
nhưng sau đó sẽ còn hàng trăm triệu người nữa trên toàn thế giới bị tử vong do nạn đói.